Cây xanh là lá phổi của các đô thị lớn như Hà Nội, giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường và giảm nhiệt độ vào những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên hiện nay, lá phổi xanh ấy đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi một bộ phận người dân thiếu ý thức. Ghi nhận trên các tuyến đường từ các quận trung tâm như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng cho đến các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, phóng viên báo giao thông thường xuyên bắt gặp cây xanh bị xâm hại bằng nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất là bị trưng dụng làm nơi treo biển quảng cáo, đổ rác thải, bị đóng đinh vào thân cây, bị dây đèn LED quấn dọc thân và cành, hoặc thậm chí bị đổ các chất lạ, đổ xi măng bịt kín gốc cây. Và đây chính là tình cảnh éo le khi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây xanh của Hà Nội đang ngày ngày bị xâm hại, bức tử bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như đổ xi măng hoặc rác thải bịt kín gốc cây, hoặc quấn dây đèn LED quanh các thân cây, cành cây và nhiều hình thức khác, ví dụ như tận dụng để treo biển quảng cáo. Tình trạng cây xanh bị xâm hại có dấu hiệu phổ biến trên các tuyến đường có nhiều hàng quán, cửa hàng kinh doanh. Theo một số người dân, nhiều hộ kinh doanh vô ý thức đã biến cây xanh công cộng thành của riêng, vô tư bức hại cây xanh trước cửa nhà chỉ để phục vụ lợi ích riêng của mình. Chúng ta phải bảo người ta là phải nên trồng lại mà phải khơi cho nó gốc, cho nó sống. Đừng hủy hoại cây xanh là gì cả. Mà con người bây giờ mình đông quá, mà ít cây xanh là nó ngột ngạt ở cái chỗ mà nó nóng nực, nóng bức thì là khổ. Khi ra đường em nhìn thấy những cây bị hại như thế, em cảm thấy rất buồn. Những cây xanh bị xâm hại cũng là nỗi lo lớn của người dân khi mùa mưa bão đang đến. Quanh khu phố sống thì các cái cây mọi người thường hay quấn các cái loại dây điện này, các dây đèn LED này, và thậm chí là có khi đóng cả đinh các cái biển quảng cáo, các cái pano vào đấy. Thế nên là nó ảnh hưởng đến cả sự phát triển của cây. Cây nó cũng không thể nào mà phát triển như bình thường được ấy. Thế nên là vào mùa mưa bão thì mọi người đi qua đây mọi người cũng rất là lo sợ, tại vì là không biết là cái cây nó đổ vào người mình lúc nào, tại vì nó cũng yếu rồi. Hôm ấy em đang đi trên đường, em gặp một cái biển quảng cáo bằng sắt rất to, trên cây rơi xuống, nhưng mà lúc đấy nó ở chỗ đấy không có người. Xong từ hôm đấy em cảm thấy rất là sợ. Theo chuyên gia, người thực hiện các hành vi xâm hại cây xanh có thể bị xử phạt lên tới 50 triệu đồng. Các hành vi này còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của cây xanh, khiến cây xanh mất đi sức sống, dễ dàng bị gãy đổ khi mùa mưa bão đang đến, gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường và người dân sinh sống xung quanh. Chúng ta đi đường chúng ta thấy rằng ở các hàng quán đã đóng đinh vào các cây để có thể treo bản hiệu, bản tên hay là đổ xi măng vào gốc cây. Điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức đề kháng của cây. Khi mà chúng ta đóng đinh vào cây ấy, thì sẽ làm cho vi khuẩn hoặc nấm tấn công vào trong thân cây, tạo thành các cái ổ mối mọt, và điều này có thể gây ra cái việc mà cây sẽ bị đổ gãy khi mà mùa bão đến. Hay là khi mà chúng ta đổ xi măng vào dưới gốc cây ấy, thì chúng ta sẽ vô tình làm cho rễ cây sẽ khó có thể là hô hấp, bởi vì không tiếp xúc được nhiều với cả oxy. Từ đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của cây và làm cho cây cũng dễ bị bệnh. Cây xanh được coi như nguồn hơi thở của Hà Nội. Nếu người dân không nâng cao ý thức và cơ quan chức năng không vào cuộc xử phạt quyết liệt, lá phổi xanh của toàn thành phố sẽ đứng trước nguy cơ bị bức tử. Mục tiêu xây dựng đô thị xanh sạch đẹp của thủ đô sẽ khó có thể thành hiện thực.